sẽ đến với câu hỏi của một bạn có nick Facebook là Bùi Ngọc Ánh. Cháu chào bác sĩ, người nhà cháu 55 tuổi phát hiện bị ung thư vú cách đây mấy tháng, đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngực trái, hiện nay đang điều trị hóa chất, nhưng điều trị hóa chất khiến cô ấy rất mệt mỏi, rụng tóc, chán ăn. Có cách nào để tăng cường sức đề kháng giúp cô ấy nhanh phục hồi không ạ? Cháu có lên mạng và biết tới sản phẩm Oncolizin thì cô ấy có dùng được không ạ? Xin mời bác sĩ ạ. Đi vào trực tiếp luôn cái ung thư vú của giai đoạn mà đã phải phẫu thuật xong, người ta dùng hóa chất ngay, tức là giai đoạn đã phải giai đoạn 3 trở lên rồi. Đấy, thì giai đoạn này là cái sức tàn phá của hóa chất ấy, thì chắc tôi nghĩ rằng bây giờ với cô bạn hóa chất ngay thì người ta dùng cho cái phác đồ, tôi đoán là cái 4AC4P. Thế thì cái phác đồ này nó sẽ gây ra rụng tóc rất nhiều. Thế thì cái sản phẩm Oncolizin này nó sẽ giúp cho cái quá trình hóa chất của mình nó nhẹ nhàng hơn. Và không, ngoài ra cái rụng tóc thì nếu như trước kia đấy, nếu mà biết ấy, thì là lên lấy cái tóc của mình ấy, trong xa thợ người ta sẽ lấy cái tóc đấy đi và người ta làm cho mình cái bộ tóc giả. Sau này mà hóa chất vào rồi, chỉ cần sau một chu kỳ hóa chất thôi là tóc nó chút sạch. Thế thì mình lấy ngay cái tóc của mình làm cái tóc giả mình độ. Thì đấy là cái tư vấn của bác sĩ. Nhưng mà cái trường hợp này chắc tôi nghĩ rằng bác sĩ bận quá. Vậy cho nên là họ quên cái điều là cái tác dụng phụ là dưới rụng tóc. Và đấy là một trong những cái tâm lý mà cái người đã bị cắt hết cả cái ngực rồi, cộng thêm một cái đầu chọc nữa, thì về những ông chồng nào mà chẳng chán. Đúng không? Cái tâm lý đấy là bệnh nhân rất hoang mang, cộng thêm với cái độc hại của cái hóa chất nữa nó vào. Thế thì ngoài những cái phương pháp người ta truyền dịch này, truyền các cái thuốc mà chính thống ra, và dùng cái Oncolizin là một cái sản phẩm nên lựa chọn.